sau khi mà mình đến đây trải nghiệm thì mình lại cảm thấy không gian ở đây như thế nào, cách trang trí và như thế nào? Cách trang trí thì vẫn đặc trưng của Pharaoh, nó đẹp, với lại nó kiểu cũng sao ta em cũng không biết nữa, nhưng mà em thích cái cách này. Mình cảm thấy thái độ phục vụ của thợ ở đây như thế nào? Đây đang trong cái chương trình khuyến mãi cắt không đồng. Anh quan cắt nên anh tên Lâm em vậy, thì anh rất cắt rất kỹ, anh tỉ mỉ lắm. Mình đã từng cắt ở Pharaoh bao giờ chưa? Rồi cắt nhiều lắm. Mình cắt ở chi nhánh nào? Em cắt ở chi nhánh Điện Biên Phủ ở Deluxe, mà ở đối diện chợ Bến Thành với lại cái Yersin rồi. Thì bạn cảm thấy khi bước đến đây thì bạn thấy không gian của Pharaoh Bình Thạnh có gì đó đặc biệt không ạ? Nó khá là cool. Mình cảm thấy thái độ và phong cách phục vụ của thợ như thế nào? Rất là chuyên nghiệp. Ở bên ngoài mình có cảm thấy là thiết kế của Pharaoh có gì đó lạ không? Cái biển Pharaoh nhìn nó độc lạ hơn mấy chỗ kia. Trải nghiệm ở Pharaoh Bình Thạnh rồi thì mình có dự định là sẽ quay lại đây không ạ? Dạ có, tại nhà em cũng gần. Vậy bạn thấy là Pharaoh Bình Thạnh có khác với những gì với lại những cái tiệm khác mà bạn đã từng tới cắt chưa? Dạ là thấy sang trọng hơn, với chuyên nghiệp hơn nhiều. Vậy bạn thấy ngoài về phong cách thái độ phục vụ thì bạn thấy thiết kế trang trí của Pharaoh như thế nào? Dạ nhìn rất chất. Mình là học viên của khóa 19 tháng 8. Thì cái ấn tượng đầu tiên bước vào trong cái tiệm của mình thấy nó rất là ok, rất là đẹp. Kiểu phong cách cổ điển, phong cách vintage. Thì mình rất là thích cái phong cách này. Với lại những anh thợ ở đây mình có thể học hỏi những cái kinh nghiệm mà mình còn đang yếu. Thì nói chung là mình cảm thấy rất là hài lòng với những gì mà anh Hiền đã làm nên ngày hôm nay. Sau khi mà đứng đây quan sát một hồi nãy giờ thì mình đã có học được hay là tiếp thu được thêm cái gì từ các anh thợ ở đây không? Dạ rồi, em có học được mấy cách mà khi mà mình học á, mình sai cái lỗi đó mà tới đây á, mình thấy mấy anh làm thì mình có rút ra được một cái vài kinh nghiệm. Dạ, em là học viên của khóa 19-8 lớp thầy Vinh. Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên mình đến đây đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Sau khi được thầy cho mình đến đây để tham quan khảo sát các thợ của chi nhánh Bình Thạnh thì mình cảm nhận không gian rồi dịch vụ của các thợ như thế nào? Dạ em thấy rất là đẳng cấp luôn, quá đẹp, quá VIP. Dạ thôi.